đó bạn. À. Ủa sao sao không nắm cái tay anh đây luôn? Ờ chúng của những chúng. Hầm trong này hầm quá. Lớn tuổi rồi đó mà chăm sóc ba. Quá tội. Cô chắc hai. Ủa sao không khuyên ra tiếp mà lôi. Dạ. Ừ, kiếm khuyên. À, dạ, Thanh Hải mến chào quý vị khán giả nha. À, thì kính thưa quý vị khán giả, ngày năm hôm nay thì Thanh Hải có mặt tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, An Giang. À, thì được biết cái ngôi nhà của chú Nam Mãn đây là có tổng cộng 5 người con, nhưng mà trong khi đó 2 người con lớn thì vẫn bình thường, và còn lại 3 người con để bọn đồ là hết ra căn bệnh giống nhau cô chú anh chị, nằm một chỗ như thế này nè. Mỗi khi mà chuẩn bị tắm hay là như thế nào đó là đều phải ẩm chiên vô cô chú anh chị. Tắm mấy giác hả cô? Chiên ạ. Ủa sao sao không nắm cái tay anh đây luôn? Ờ chúng, cô chừng chúng. Giá kia kêu quá. Cái này ăn uống cũng đúc hả chú? Đúc không đâu có, nó đâu quất được đâu. Yeah. Tiểu tiện nó cũng chỗ mình thấy được thì yeah. Khi nó chạy rét tùm lum phải mà nó có kêu được thì cũng đỡ. Nói nó mất tiểu mất tiện nữa. Kêu mình trước mà mình sinh ba người con này ra là đâu có bị hả chú? Mới thì nó bình thường như nít, cơ xanh dai như nít. Dạ. Anh ngồi đây đi. Khoảng bao lâu mới bị bệnh rồi mới gì chứ? Từ xanh dai tới dắt thôi nồi là nó trường đồ, nó bò luôn được. Dạ. Vậy là ngày nằm luôn phải giúp giúp. Tại chuyện cứng đơ vậy mà. Ừ. Dạ. Đó thì được. Đó bộ đồ đó bận đầu hết chưa? Nằm đây là con ngôi nhà tình thương của cô chú anh chị. Thì ngôi nhà tình thương do là để hội nạn nhân chất độc da cam CTEC. Thì hôm nay với cái mong muốn của Thanh Hải đây cùng với tất cả những người anh em đến đây thì trước là ghi hình, sau nữa thì cũng là một nhịp cầu nói đó để gửi đến quý mình thành quân. Nếu ai đồng cảm với cái hoàn cảnh gia đình của chú thì nói chung hai cô chú giờ cũng đã tuổi cũng đã già rồi, mà đủ sức có làm chưa tiền để mà lo cho ba em. Ba đứa em này bị bệnh nằm một chỗ nha, hàng ngày phải phục vụ là tắm rửa ăn uống như thế nào, các thứ tiểu tiện đó cô chú chị đều một tay của cô chú lo. Khi mà tắm xong rồi bắt đầu sẽ khiêng ra đi ngủ cũng vẫn vậy nha. Nói chung ba em này là không có hoạt động. Sao cái tay này vô chưa gì? Dạ, ăn uống mà con đưa là 200 túi chăm sóc không. Ừ. Này nhá, lấy sang cột, gỗ ở trong này cũng hai người đang tắm xong, mới tắm xong chuẩn bị chuyên ra này của chúng tôi. Mỗi lần quá hầm ở trong này hầm quá. Lớn tuổi rồi đó mà phải chăm sóc bay. Quá tội. Cô chắc cái tay quơ túng cái gì đó hay cô? Ủa sao mình nó trúng mắt gì vậy cô? Wow, túng rồi chứ. Ủi dù đó. Dạ. Con gì ăn lên nó bò cũng đụng. Ba chắc mình đi. Đừng nhiệt quá. Cái điện thoại đấy mà bạn mới nghe nó như còn là đẩy xăng vậy em gái muốn ngồi vậy đi chứ, muốn ngồi vậy có ngồi được không hay chứ? Không có được, thằng này ngồi không có được, để cho lòng ngang ngang gì ghế. Còn em này thì ngồi được ha, nó đỡ thì ngồi gì được, được cái thì dịnh vậy đó hả chú? Không dịnh gì đó, nghiệp thôi chú, mệt thở chú bệnh rồi. Lúc mà khi mà ba đứa em này phát bệnh lên đó chú, và gia đình mình có đưa đi điều trị hay thăm khám bác sĩ như thế nào không hả chú? Không có,
Nó đâu có bệnh mà nó nằm giấc vậy hoài mà mình không có đi khám cái gì. Cả một lần bệnh viện người già cũng đâu có thuốc men có đâu giờ, mà chắc vậy cũng không hết. Để cái này cũng không có gì hết. Tất nhiên là lúc mà mới sinh ra thì vẫn bình thường bao nhiêu chứ phải là nó sinh ra nó bị bệnh mình ngừa đâu, mình nghĩ sinh để đúng đó, mà hồi đó là đâu có thuốc men gì thuốc ngừa đâu đâu. Ông ba em này là tuổi sơ sinh tuổi hay là chắc 2 năm gì, 2-3 năm ngày tuổi mùi là 3 mấy tuổi rồi nè, 32-33 tuổi gì nè, 33 tuổi gì đó. 33 con nhỏ kia tuổi gà, con gà đó nó cũng 31-32 ngày tuổi sủ 28 tuổi gì. Ngày tuổi dê mùi 3 mấy tuổi rồi, 33 tuổi rồi. Vì là em nó 3 mấy tuổi rồi. Ba mấy tuổi nhìn 33. Nhỏ hơn em trai nữa ha. Khi biết mà nội giao đúng không? Cái cô mặc đồ xong đi hả Thiên ra? Đâu rồi? Là cứ mỗi lần mà khi mà tắm rửa hay hoặc ăn uống tiểu tiện là ngủ đi ngủ cũng vẫn Thiên ra Thiên vô vậy hả chú? Thiên vô. Ủa sao tối mà tối mình có văn mùng để cho ba em ngủ nó tiện hơn không á? Mình đã đi văn đây nè, văn từ đây hắn ngủ là hai thằng này với cô kia ngủ với bả. Dạ. Còn chú này ngủ trong này. Nhưng mình đỡ cái giấc giả khi ra khi vô á, chứ ba em cũng nặng mà cô chú thì tuổi cũng đã cao rồi. Nhiều khi đi mất đi mặn rồi kia rồi ở nhà bả mình nó làm cũng được, nhưng mà lôi vô lôi ra ba cái kẻ dáng rồi nè má mén chạy dò dò thì cấm rồi không chứ nắm hai tay lôi đi chứ cái ngôi nhà này ngôi nhà tình thương hết chú. Có bạn đó dạ biết mấy cảnh thiết nó cắt viết rồi đứt lụm cho mấy đóng lấy ba mươi ca thì mới đóng đỡ rồi vô rồi nó bá vô đèn cái cũng đứt. Rồi hàng ngày cái kinh tế cuộc sống gia đình của chú là chú có đi làm gì thêm để kiếm tiền không? Có đi làm mướn hay mướn gì là bậy bạ, chứ lớn tuổi cũng làm được vậy. Giờ giờ lớn tuổi cũng ít, người ta cũng ít kêu hay chú. Mà bây giờ máy móc nó làm không. Ủa sao không phiên ra tiếp mà lâu vậy? Dạ, kia cũng phiên. Dạ. Con gái hả? Này, em gái. Con gái này cũng ba mấy rồi, 31 tuổi rồi. 32 rồi. Rửa khăn rồi. Tắm đồ im vu cũng chịu tắm đồ ha. Chưa tắm mát mẹ. Tắm mát rồi. Nhiễu, nhanh nhiễu. Tay chân quéo trên của cái gì? Thấy con rồi lại làm như mừng nó biết cười á. Ai lại là mừng thơ hơn. Chút nó kể tụi chùm. Nói chuyện không được đâu chứ nó biết. À. Mình nói nó nghe. Nè, nhìn chị rồi có quen không? Nhìn kìa cười kìa. Nè nè. Cái gì? Nhìn chụp hình kìa. Chụp hình kìa. Đây nhìn chị chụp cho hình nè. Chụp hình kìa. Còn gì đâu, chú chị mắt ra chị. Còn chơi. Cái này nó cầm tóc này. Quá. Dạ, nắm Ừ, sao gắn cho bà thì hỏi nói chuyện, bà nói chuyện tôi cũng mệt. Thời gian chú bị bệnh gì? Mắt chết mấy lần rồi.
Rồi. Vậy là cô chắc ở nhà không đâu đi đâu được hết cô? Dạ không. Đi đâu được bỏ được đâu. Nhà tắm rửa rồi lo ăn uống. Lo ăn uống. Đủ tiện. Tối ngày luôn hay cô? Dạ. Ừ. Mới cho ăn ba. Cũng nấu này kia cho nó ăn mới ăn thì. Tới giờ ăn thì cho ăn thôi chứ cũng đâu có biết bé bụng ngồi bao nhiêu đâu hả cô? Đó bụng nghĩa là hồi sáng em trong bụng ra giữa giấy rồi thịt khẻ rồi ăn sáng cháo này kia đó cho nó ăn giờ cái có 10 giờ 1 giờ ăn cơm ngồi tới cơm cơm giờ có nãy cho nó ăn dặm thêm có gì cho nó ăn nấy gì đó có gì cho nó ăn dạ dạ có quen không cười chưa nè có chuyện nghe có quen với chị không anh này anh nghe mình nói chuyện được không cô thấy bước lên cười rồi đó cô nghe nó nghe rồi nó được không dạ, không được nghe, thôi không biết là nhìn không mình được nó không biết nghe cho mà sao không chuyện vậy lại ông ơi mình rồi ông này nè ông này mới cởi vậy hả nè mới cởi nè nè quay lại chị chụp hình nha Đây, trước là đây 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 nè. Đức. Nhìn lại chị chụp hình cho bơi nè. Đức à. Kệ. Về trước kệ ông ơi, cỡ vậy mới. Quay lại chụp hình cho chắc chắn thôi. À, giùm coi. Giống là nó. Đẹp. Trời đẹp. Dấu sắc đẹp không? Giống rồi. Anh này nhìn anh có da thịt hơn ha. Dạ. Ông thấy nó sỏi không mấy đứa này yeah. ông này ông hồi nhỏ lớn ông nằm vậy không à còn hai cái này thì ngồi tới luôn luôn được ông này hơi nặng đứt khu không có nói gì đó có hai đứa cái ngồi biết rồi chặt gió vậy sáng đụng đầu ta ra đụng vô đó nè chị nè có gì đó nói chuyện nha chuyện coi đi đồng là lạnh mừng lăn tăn đói kìa đã đói cây đó kìa bữa đó cô bường tới rồi được hả cô được được ha được nó nằm dài nó trường được cũng được dặn lên là quạo đi vòng 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 tôi muốn nó kẹt cái nó nằm cũng dặn đồ nữa ha tốt vậy nín thì nằm chơi còn quạo đi cùng nhà anh này có điểm gì chú quạo cũng làm đấy chú ản xưa chú cái gì chú ản không à chú ản chú năm ản chú năm ản ản chú năm ản dạ cảnh chú năm ản là ở chỉ là xã Vĩnh An huyện Châu Thành An Giang thì có qua mình ba người con đều bị ảnh hưởng bởi chất độc vấn đề chất độc da cam à, chân quéo chứ mỗi khi mà tiểu tiện là đi tắm hay là ăn hoặc đi ngủ đều thấy là khiên vô của chú anh chị thì hồi nãy khi vô nãy là nãy cũng có đăng tải đó cô chú anh chị cũng thấy rồi và hiện tại thì chú Năm cũng có một căn bệnh nói gì gan của chú anh chị thì ở nhà thì chỉ có hai ông bà để mà lo cho ba đứa thôi. Đứng lại, đứng lại. Ngồi quá mỏi. Ơi cái chúng rồi. Trời. Ngủ thôi, không thấy nát không trời. Có gì á, cháu nãy nó không ngủ. Quay lại đi chị chủ. Trời vô. Trời ơi, mất cỡ. Nhìn lên coi. Nhìn lên đây, thôi ra đây. Ta nằm chơi vậy sao ta ngủ vậy không ngủ chưa. Nghe.
Trời ơi, trước cả bác. Trời ơi, mất cỡ gì. Mình đẹp trai kìa. Trai thì chụp hình cho. Lời trước. Đồ trai. Thì thêm Nam ơi, thì được biết gia đình mình thì cũng có ba người con bị một cái căn bệnh giống nhau. Đó, thì hôm nay anh em con đến đây thì cũng trước là xin phép gia đình mình để ghi hình cho biết chuyện của hoàn cảnh gia đình của mình. Thì sau đó thì cũng làm một cái nhịp cầu nối để mà đăng tải những hình ảnh này lên. Nếu mà ai có đồng cảm mà thương tình cái hoàn cảnh của thím á, thì có giúp đỡ được gì thì liên hệ với em, con sẽ đến lần sau. Đó, thì hôm nay thì cũng sẵn tiện đây con đến đây thì con cũng có một món quà cho ba đứa em. Thì của ít lòng nhiều ha. Thì con xin phép trích cái số tiền quỹ của cô Út ở Đồng Nai để tặng cho ba đứa em, đó là 500.000 đồng. Tại vì mấy ngày qua con đi quay hoàn cảnh cũng hết tiền rồi, cho nên cũng xin trích ra khoản nhỏ đó để cho ba đứa em mà có mua vấn đề tiêu xài á thím. Dạ, thứ năm thì cho con gửi số tiền của cô Út ở Đồng Nai nha. Cảm ơn cô. Cảm ơn nhiều nha. Dạ, còn về phần sau nữa thì nếu đặc dụ mà mấy anh em đây có ai đăng tải lên, có mạnh thường quân nào nhìn thấy nữa, đồng cảm cho ba đứa em này thì liên hệ bên em chúng con sẽ đến lần hai ha, thứ năm ha. Nè, giờ kinh tế cũng khổ rồi ba đứa mày. Dạ. Dạ. Cô chú đến tội rồi chú hồi nãy cô nói bệnh gan đó hả cô? Dạ, bị sơ gan, cô gan nãy này. Chú nói cái bụng bự. Ông cũng uống thuốc nam tối ngày đó mà. Dạ. Uống thuốc nam không hả thím? Dạ. Bệnh gan nữa thuốc nam được hết. Năm trước thì cũng điền phố khám gan đó. Khám hai lần mà tốn tiền quá thân nghỉ luôn. Tốn lần mấy triệu vậy. Mua thuốc gì chứ hai lần khám hai mấy triệu thì cái ông kêu đi lần nữa rồi thôi, không đi hết ngán tiền. Bây giờ nếu đặc dụ mà có được mạnh thường quân nào mà giúp đỡ cho chú Năm để đi khám đó, mình có đi không? Đi không Năm. Chú có bảo hiểm không chú Năm? Có bảo hiểm nha. Dạ. Mỗi lần chú đang mệt hơn. Mỗi lần mà đi khám ngoài lần trước mình đi là tốn khoảng bao nhiêu tiền hết tính không? Lần đầu là mười mấy triệu, gần 15 triệu đó. Tại vì hiện tại bây giờ thì theo như con nhìn thấy á là ba đứa em này thì cũng có sự chăm sóc của chú và thím đây. Cho nên thì trước tiên là mình phải lo được cái sức khỏe, đảm bảo an toàn sức khỏe của mình để mà tiếp tục chăm sóc cho ba đứa em. Thì con cũng sức khỏe nhiều, kêu gọi nhỏ chứ bệnh hoạn gì hôm nay lo. Dạ, con sẽ kêu gọi để xem có mạnh thường quân nào mà đồng cảm với gia đình mình thì con sẽ đến lần hai. Rồi thì thôi, thì con cũng xin cảm ơn chú Năm, đã chia sẻ về cái hoàn cảnh và cái căn bệnh của ba đứa em. Thì con cũng xin phép kết thúc video đây và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị em trong video lần sau. Và con cũng xin cảm ơn cô Út đã hỗ trợ cho con trong những thời gian qua đi làm những công việc thiện nguyện. Cảm ơn cô rất là nhiều.